Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Hôm nay sẽ là video đầu tiên dành riêng cho ban nhạc Hustle. Mình sẽ mang đến một trong những cách đánh đi lên từ phong bài Hustle rồi xoay dần để có đam nhé. Vẫn cứ phải là giáo án đầu mùa cho mọi người leo rank rồi mới đi tìm kiếm 10 Hustle hay là Exodia 5 tiền 3 sao chứ, đúng không ạ? Đúng vậy. Nếu mà các bạn nóng lòng muốn biết bài đấu này triển khai như thế nào thì giờ hãy ấn nút like và ngồi nghe ngắn cùng mình vào video luôn nhé. Cổng dịch chuyển sẽ cho mỗi người chơi 2 vàng khi mà ghép 100 bị hoàn chỉnh. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái là một gậy, một đai máu cùng với rất nhiều tướng 3 tiền rơi ra ở vòng 1.3 và 1.4 như Samira, Nico và Seth. Đang có sẵn một con Cassante trên sân nên là mình chốt luôn một trận Hustle. Tốt thì cũng khá là ổn để mình eco tiền. Sẽ phù hợp hơn nếu như mà những round vừa rồi mình bán đi các tướng 3 tiền trên hàng chờ tích 10 đồng. Độc dược sĩ là lõi đánh nhau mà mình chưa có form, chắc là để những vòng trò lõi sau đi. Giữ lại kho báu chôn giấu vì cũng cần khá là nhiều đồ để đép đầu game. Okay. Mình roll hai cái lõi kia thì không ok nên là chọn luôn kho báu chôn giấu. Đồ đầu tiên rơi ra từ lõi là găng. Như mình đã nói ở trên là sẽ hướng form bài Hustle. Đúng. Bán đi các tướng không liên quan up 4, chủ động tích lại 10 tiền để có cơ hội ra thêm siêu sao Afe Hustle. Đối thủ đầu tiên mình gặp đã có siêu sao Hustle, có Afe để kích mốc 3, 4 chết của họ đều có đam, còn bài mình thì không. Mình để thua full house ở round này. Nhặt về nước mắt rơi ra từ lõi kho báu chôn giấu. Với 15 tiền có được ở round này và tỷ lệ level 4, okay, mình quyết định roll để tìm siêu sao Hustle sau khi vòng 2.2 nó không tự ra cho mình. Roll 6 lần cạn tiền thì siêu sao Afe Hustle đã xuất hiện không phụ lòng mình. Chỉ tiếc là mình đã hết tiền mua nên là đánh lóc lại. Gặp đối thủ chơi punk mới chỉ level 3, mình để thua 3 chết. Mua Afe siêu sao cho vào sân để kích hớt. Mảnh đồ cuối cùng rơi ra là cung. Mình lắp luôn cuồng đao cho nó và dây chuyền cho Seth để đép tiếp, đồng thời lấy thêm tiền. Thua đẹp 2 chết trước cái nhà level 5 và mình còn lại 83 máu sau 3 round. Yone xuất hiện ở vòng đi chợ với mảnh nước mắt trên người. Mình lụm luôn để kích 5 Hustle sớm, không quan tâm đồ trên người nó là gì luôn. Lên level 5 cho Yone ra sân, tiếp tục gặp một nhà đép bằng 8 bit cùng chiếc lõi thả xu hách tiền. Mình để thua 1 chết ở round này do đối thủ đã lắp luôn chiếc bàn tay trên người Koki. Thấy mình đã có 18 tiền, lắp luôn bàn tay trên người Afe để tích đủ 20 tiền. Thật là thông minh. Round này đúng như kịch bản luôn là mình thắng mà mất trích. Wow. Nếu mọi người để ý thì từ round 2.1 đến giờ, mình thua 4 chết, 3 chết, 2 chết, 1 chết và round 2.6 thì mình thắng. 4 tướng 3 tiền cộng với một mảnh giáp là quà mình có được sau khi đập đá. 3.1 để thua nhà Hustle khi mà tank của họ trâu hơn bài mình rất nhiều. Afe đã rất cố gắng để clear được 2 chết. Số trái tim mình đổ ở round sau sẽ là 116, giá trị ước tính 17 vàng. Hai mảnh đồ là một găng và một kháng phép là qua mình nhặt được từ 116 số. Up level 6 cho liên xạ vào sân, lắp luôn thú tượng cho Seth để tiếp tục đép. Gặp tiếp một nhà Hustle cũng nghiện không kém mình. Ông này đang cố 4 Hustle nên là roll cố con Afe ở level 6 mà không ra đến mức phải cạn tiền. Seth của mình với hai đồ khá là cứng cáp để tanh cho Afe phía sau làm việc. Mình có lại được chiến thắng để giữ máu. Vừa thắng được một round thì lại để thua nhà 8 bit đép bằng Koki đang cháy ngực trên bảng xếp hạng. Thua round này thì mình còn lại 64 máu. Bớ được MS Jill cầm cung ở vòng đi chậm mà mừng phát khóc. Xét lên 2 sao để củng cố giả tanh cho mình. Cung xanh được lắp luôn cho Afe để tiếp tục đép. Ed Jill cũng được vào sân thay thế cho Cassante. Gặp một bài đang hướng form Miss Fortune bạc nhạc ra. Họ chưa có siêu sao và cũng đang eco nên chiến thắng vẫn dành cho mình. Gặp nhà 8 bit đầu trận đấm mình hack vàng. Xét 2 với độ cứng cáp là khỏi phải bàn, giúp mình trả thù ông này lần đầu tiên. Tiếp tục nổ 117 số ở round sói, mình có được một đồ lớn là nanh Nashor cùng với một búa rèn. Up level 7 luôn, giữ lại 50 tiền cho Miss Fortune vào sân. 5 con sói hư hỏng trả cho mình 4 mảnh đồ là găng, BF, gậy và kháng phép cùng với kha khá vàng. Vô cực được lắp luôn cho Ezio. Đập nanh Nashor và gậy thì mình có được móng vuốt cùng với một cung. Lắp tạm móng vuốt cho Jonne và tiếp tục up cấp hướng đến level 8. 4.1 gặp ông chơi Hustle từ đầu đến giờ giống mình, cũng đã 5 Hustle ở level 8. Tuy nhiên về độ chất lượng sao và đồ thì mình vẫn hơn mặc dù mới level 7. Chiến thắng thứ 3 dành cho Nắng. Một chiếc lõi vàng xuất hiện ở vòng 4.2 là phù hợp với thăng hoa sẽ giúp mình phụ đam nếu thiếu. Hai chiếc lõi còn lại là lò rèn của On và khảm bảo thạch, chỉ roll cho vui tay thôi. Kinh nhé. Chọn lõi xong thì mình lên level 8 với 40 tiền sau khi bán đi Afe siêu sao. Roll mạnh để tìm kiếm siêu sao 4 tiền khác
thì nó ra luôn Kain cho mình. Định xoay mái mà nó ra Kain thì lại phải đánh 7 Hustle rồi. Roll đến cạn tiền thì mình bắt luôn được siêu sao Ezreal Hustle. Bán đi Ezreal một sao trên sân và đổi lại đồ cho Ezreal với combo trang bị vô cực, cung xanh và bàn tay công lý. Xét tanh là đủ trâu với đấu sĩ để giúp team mình thăng hoa. Ezreal tung cú cung ánh sáng hạ gục đi team punk của ông này một cách dễ dàng, giúp mình nổi lửa lên rồi mà con. 4.3 sẽ là highlight của Ezreal vì các bạn sẽ được xem một pha pentakill không thể hoàn hảo hơn đến từ vị trí của nhà thám hiểm Ezreal. Nhà Imo với con Amumu 3 sao thẫn thờ trước sức mạnh của Ezreal khi mà nó bật mốt 200 IQ, sợ chưa? Mình vẫn giữ lại được chiến thắng thứ 5. Lấy thêm kiếm về lắp huyết kiếm cho Kain, cuồng đao được trả lại cho Afe. Round trước thì mình vừa cho team bạn thẫn thờ, thì giờ đến lượt nhà pentakill với con cá thớt cầm quyền trượng làm cho mình thất thở lại. Khúc cầu hồn vang lên và giáng thẳng lên đầu Ezreal đầy máu chết tức tưởi. Team mình không còn nguồn đam và để thua còn lại 53 máu. 4.6 mình tiếp tục nổ 276 trái tim. Một hộp quà duy nhất được rơi ra và đó là một cái giáp chết. Mình cho thêm được Eco vào sân để thêm tanh vì chưa có slot nào phù hợp hơn. Gặp nhà 8 bit đang chảy cối lên 9 mặc dù không có siêu sao. Bài nhiều một sao nên mình vẫn thắng một cách dễ dàng. Ba mảnh đồ cuối cùng sau khi săn chim mình lắp được là diệt và bàn tay. Nhưng mà tay nhanh hơn não, lắp lộn luôn cái kiếm vào người của sếp là mình phải mất tiền roll lại để thay đồ. Round này mình để thua nhà ông chơi Hustle khi mà bài ổng đã kẹp ra cùng với rất nhiều hệ. Ezreal một sao được nhận đam từ hệ nên là vẫn thắng được bài đấu của mình. Roll xuống 20 tiền để update thêm 2 sao. Viego cũng được kẹp vào để kích thánh ra rẻ cho Kain. Roll vậy mà vẫn thua nhà 8 bit Kathleen vì vẫn thiếu đam 3 chết và còn lại 24 máu. Không còn may mắn như lúc nãy, nhà Imo lần này đã update đồ tanh cứng cho Amumu. Vex cũng đã full đồ cùng với những tướng tanh khác. Mình để thua và còn lại 9 máu. Lấy thêm Sona ở vòng đi chợ cầm diệt để thêm đam. 756 số cho mình nổ thêm một lần ở round này. Nice. Một giáp chết, 5 tướng 5 tiền giúp mình lên được Ilao E2 và một cái bốc đồ ánh sáng. Okay. Sợ chết vì chỉ còn một mạng nên là mình roll cạn update thêm được Sona 2 cho vào sân với Lucian trước đó. Thắng dễ dàng trước cái bóng của nhà thắng. Tiếp tục roll để thay Mr. Turn vào lại sân kích ra. Đồng thời Ezreal cũng ra để con thứ 7 áp đảo về lượng chết cũng như là tướng 2 sao, tướng 5 tiền nhờ nổ Hustle. Mình đấm luôn ông chơi 8 bit liên xạ với 6 con Kathleen lên bảng đếm top. Săn rồng ngàn tuổi và lấy thêm về trái tim khổng thần cho Ilao E thêm tanh chứ không lấy thêm đam. Tiếp tục roll do vẫn còn đôi 5 tiền trên sân. Mình bỏ đi 2 Hustle là Yone và Kassante, thay vào sân bạc kích Baja và Zoric lấy thêm hiệu ứng. Kain cũng được update 2 sao sau khi mình roll cạn. Xoay bài một phát sức mạnh khác bọt hẳn. Chả là lúc nãy mình thua để nổ hũ to to rồi các bạn. Thấy đối thủ có 8 Kathleen còn mình thì có 7 Ezreal mà cũng không có ai cầm nên quyết định sẽ là roll tiếp mà không cần lên 9. Một là muốn xem sức mạnh của Ezreal 3, còn hai là sẽ cầm lại Kathleen của đối thủ nếu có. Nước bị hai đấy. Chiến thắng hoàn toàn áp đảo trước nhà 8 bit Kathleen một cách dễ dàng. Nhà còn lại thì dừng chân ở top 3 khi mà gặp bóng của mình. Tiếp tục nổ hũ một lần nữa với rất nhiều tiền và một đồ hoàn chỉnh. Mình lấy quyền trợ cho Sona, sau đó tiếp tục roll nhưng mà không ra thêm con Ezreal nào. Combat ở vòng 6.3 cũng không khác gì khi mà cả hai đều không update thêm. Mình vẫn đấm ông này khá là đau, còn lại 28 máu. Sao mà đó được? Nhặt ấn ra ở vòng đi chợ để kích mốc 4, bổ sung thêm sức mạnh cho team. 6.5 khi đã kích được mốc 4 ra, combat một lần nữa với sức quẩy kinh khủng và lượng hồi phục liên tục từ Kain. Phù thủy âm nhạc Sona thì liên tục gậy đàn, tăng tốc độ đánh cho team. Ezreal tung ra những phát bắn thần bí, sau đó tung cung ánh sáng ở lần ra chiêu thứ 3, clear đi bớt phần nào. Team bạn thì chỉ có một nguồn đam duy nhất từ Kathleen, nhưng mà vẫn không 3 sao được. Mục tiêu bắn của Kathleen gần như là bị chặn lại bởi hàng tanh của mình. 6 vệ binh của đối thủ cũng chỉ là bao cát cho team mình đấm. Mình tiếp tục có được chiến thắng thứ 6. Cứ ngỡ 6.6 sẽ có thêm một combat nhưng mà đối thủ say no. Ông ấy roll cạn tiền không lên được Kathleen 3 thì nhấn đầu hàng luôn. Mình cũng khá tiếc khi mà chưa được xem sức mạnh của Ezreal 3 sao. Thôi thì hẹn các bạn ở những video sau nhé. Đéo. Tổng kết, Hustle là một tộc hệ có đỏ đen nhưng mà cũng mạnh vì cho rất là nhiều vật phẩm nếu như mà các bạn ra được sớm và kích mốc tộc hệ 3, 5, 7, 10 theo từng giai đoạn. Carry chủ lực có thể đánh bằng Afe dắt vàng cùng team Hustle vì một trong những phần quà của Hustle có cho các bạn full tướng Hustle 3 sao hoặc đánh bằng tướng 4 tiền là Ezreal Flex. Sức mạnh của đội hình sẽ phụ thuộc vào sự lead đòn của bạn. Càng lead thì sẽ có được càng nhiều đồ để xoay bài hoặc top 8. Chúc các bạn lên rank chứ không tụt với bộ bài dành cho người nghiện Hustle này nha. Cảm ơn vì đã xem hết video và like cho mình. Bye bye!